Vào các dịp lễ, nhu cầu mua bán quà tặng là rất lớn. Song, để chọn mua được một món quà vừa đẹp về hình thức, lại vừa chứa đựng nhiều ý nghĩa thì không hề dễ dàng. Trong những năm gần đây, việc tìm hiểu và làm quà tặng handmade đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất là đối với giới trẻ. Dahlia Scrapbook, tọa lạc tại số 110 ngõ 1A phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội, là một địa chỉ tuy còn khá mới mẻ nhưng rất đáng tin cậy, dành cho những người yêu thích và tìm hiểu về đồ handmade. Không chỉ bày bán các sản phẩm handmade làm sẵn, Dahlia Scrapbook là cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội cung cấp các vật dụng phục vụ cho việc làm đồ handmade. Đặc biệt, tại đây các khách hàng sẽ được hướng dẫn từng bước để làm ra một món quà từ chính bàn tay mình. Thì gần đây các món quà mà được bày bán sẵn thì nó đã trở nên thông dụng và rất khá là bình thường rồi. Thế nên là mọi người gần đây đều thích làm tự tay làm cái sản phẩm đấy để có thể tặng cho bạn bè, cho người thân của mình. Bên cạnh những sản phẩm bán sẵn cho những người bận rộn thì Dahlia cũng cung cấp các dịch vụ hướng dẫn làm tại cửa hàng với nguyên liệu và dụng cụ sẵn có để khách hàng có thể tự làm cái sản phẩm mang về, và hầu hết khách hàng đến đây đều muốn tự tay làm những cái sản phẩm đấy. Chúng mình có nhận được một số phản hồi và tất cả các khách hàng đều cảm thấy tâm đắc cũng như là hài lòng khi đã tự tay làm ra những cái sản phẩm cầu kỳ để đem tặng cho người thân và cho gia đình. Cửa hàng đồ handmade có bán sẵn mà bọn mình cũng bán cả nguyên liệu lẫn đồ uống cũng như dạy các bạn trong các workshop. Thì nếu mà mình nghĩ là cái mô hình mình là rất khác biệt của những cửa hàng. Ý tưởng về Dahlia thì xuất phát khi mình đi du học ở Mỹ và Singapore, thì mình thấy cái mô hình này ở nước ngoài cũng rất là phát triển và có rất là nhiều, đặc biệt là các bạn nữ rất là thích cái mô hình này, đấy là làm những cái món quà tặng cho những người thân. Thì mình thấy ở Việt Nam chưa có, thì mình cũng muốn là cửa hàng đầu tiên để bắt đầu cái trào lưu này. Với những đồ sản phẩm rất là đa dạng từ các nước trên thế giới, thì khi khách hàng đến với Dahlia thì các bạn có thể tự chọn và tự làm nên những sản phẩm của riêng mình. Còn nếu như mà có một số mà với khái niệm scrapbook với nhiều người còn khá mới, thì các bạn nhân viên cũng có thể hướng dẫn tận tình khi khách hàng có nhu cầu. Còn nếu như khách hàng không có thời gian thì bên mình cũng hỗ trợ đặt sẵn, mua sẵn, làm sẵn để cho các bạn có thể tiện hơn khi tặng những món quà cho những người thân yêu. Mình nghĩ là khá hài lòng về cái sản phẩm này. Lúc đầu thì nó cũng trông rất nhiều chi tiết và phức tạp và mình nghĩ là sẽ không làm được, nhưng mà sau thời gian mà các bạn hướng dẫn thì mình hoàn thiện nó, tuy là không hoàn hảo cho lắm nhưng mà nó cái mình làm ra mình rất là ý. Và mình nghĩ là khi mà các bạn gửi tặng cho bạn thì bạn sẽ rất thích. Mình nghĩ cái dịch vụ này khá là thú vị vì nó đem lại cho mình khá nhiều tiện nghi. Sau khi mình hoàn thiện cái sản phẩm này thì mình có thể đem tặng cho bạn hoặc là để trang trí trong nhà cũng rất là đẹp. Mặc dù là lần đầu thử nhưng mà các bạn nhân viên cũng rất là tận tình nên không có khó khăn gì trong khi làm được cái sản phẩm này. Mình nghĩ cái dịch vụ này nó có thể tiến xa nữa trong thời gian tới. Với những dịch vụ độc đáo mà cửa hàng cung cấp, có thể nói Dahlia Scrapbook là cầu nối mang lại những giá trị tình cảm đích thực